Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với chương trình Nhà F. Và chắc là nhìn qua khung cảnh ngày hôm nay thì mọi người cũng đã đoán được rằng là Nhà F và mọi người đang ở tại khu đô thị Vino Sơn Bắc rồi đúng không ạ? Và thú thật với mọi người rằng là chúng ta đã cùng nhau xuất hiện ở đây rất nhiều lần rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà Nhà F đứng cùng quý vị tại một trong những cái nơi mà có cái tầm view cũng như là có cái nhìn bao quát nhất về khu đô thị này. Phương thấy sao? Ngày hôm nay thì thời tiết rất đẹp, ủng hộ anh em mình đi review. Tại thời điểm này chúng ta đang đứng tại khu hồ điều hòa 24,5 hecta. Đứng ở đây thì mọi người có thể thấy là bao quát trọn vẹn view của dự án Vinhome Ocean Park. Bên kia sẽ là Vincom Mega Mall này, bên này sẽ là khu Hải Âu 1, đằng trước mặt sẽ là khu VinUni, và đây đằng sau lưng chúng tôi sẽ là phân khu Ngọc Trai nhỏ, một trong những phân khu mà giá trị bậc nhất ở dự án này. Và hôm nay thì anh em chúng tôi sẽ review một căn biệt thự tại đây. Không biết là căn này có gì đặc biệt thì xin mời mọi người theo chân em chúng tôi nhé. Rồi, và bây giờ thì vẫn như thường lệ, Nhà F xin mời các khán giả đặc biệt thì Nhà F ngày hôm nay sẽ cùng anh em của tôi đi xem ngôi nhà này, một ngôi nhà mới tinh ở tại khu Ngọc Trai, một phân khu mà phải nói là rất là VIP của Vinocean Park. Và giá trị tại thị trường của cái căn biệt thự kiểu như thế này bây giờ đang rơi vào khoảng 2 triệu đô. Với 2 triệu đô thì chúng ta có một căn biệt thự như thế nào? 165m² phần diện tích lô đất, 82m² diện tích xây dựng. Đấy là chưa kể tiền hoàn thiện ở bên trong, nó rơi vào khoảng 6 tỷ nhá. Lát nữa mình sẽ cùng vào bên trong để mình xem là bên trong có những cái gì. Thế còn đầu tiên chúng ta cứ đi ở phần ngoài và trong đi. Thì ở bên ngoài, Minh Phương có phát hiện ra điều gì đặc biệt của căn biệt thự này không? Em thấy là khác với cả các căn biệt thự khác thì cái căn biệt thự này có cánh cổng được đặt chính ở giữa. Thông thường thì sẽ là bên trái hoặc bên phải, nhưng mà căn biệt này khác biệt hoàn toàn. Tại sao lại đặt ở giữa? Mời mọi người vào trong này. Thứ nhất đặt ở giữa thì nó sẽ tạo ra cái sự cân xứng. Hai bên thì chúng ta sẽ có những cái khoảng không gian để mà ở bên này trang trí hồ cá, hồ cá koi. Thế còn ở bên này thì chúng ta sẽ có một cái khu vườn và một lối đi ra đằng sau. Đấy, thế thì Phương thấy không gian này như thế nào? Em thấy là đặt cổng ở chính giữa như thế này thì thuận tiện cho cái lối tiếp cận chính vào ngôi nhà. Và bên này sẽ là cái khu mà đi ra lối sau cũng như là hẻm đằng sau nhà. Thì bên này thì được bố trí một cái cây tùng rất to ở lối này. Và nhìn vào không gian ở đây thì em thấy là rất là thơ mộng này, có những cành hoa, cây hoa. Và cái đường lối tiếp cận nó uốn lượn nhẹ nhàng chứ đấy. Rất là tinh tế và nhẹ nhàng. Ở đây có rất nhiều cây cảnh này đó. Hai bên lối đi sẽ trồng rất nhiều cây hoa hồng này. Và đặc biệt đấy là đây là một ngôi nhà mà anh thấy là cũng khá ít thôi. Khá ít cái ngôi nhà có kiểu thiết kế mái kính như thế này. Thì khi mà thiết kế mái kính như này ấy, thì mọi người sẽ trồng thêm những cái cây mà có kích thước lớn. Ê, mọi người ví dụ nhá, nếu như mà nhìn sang nhà hàng xóm đi, người ta đổ cái hệ mái kính mà có cột trống này, xong rồi đổ mái ở trên, thế thì nó sẽ không thể nào mà có cái không gian để mà chúng ta trồng những cái cây to này được. Nó sẽ vươn ra đúng không? Không thể được. Nhưng mà cây này người ta đổ cái hệ mái gọi là mái console, bắn từ khung nhà ra thì cái mái nó đua ra ngoài, nó không có cái phần cột trụ ở bên ngoài, cho nên là mình có thể trồng được những cái cây này. Đấy, thì đấy cũng là một cái gợi ý mà nếu như những ai mà đang có những căn biệt thự ở bên Vinhome Ocean Park như thế này chẳng hạn thì mọi người có thể tham khảo đúng không? Hoặc là nếu không ý, thì có những cái biệt thự ở chỗ khác có thể tham khảo thiết kế này. Ở đằng khu vườn phía sau nhà thì chúng ta có thêm một cái khu vực bếp ngoài trời để mà nấu ví dụ như những cái món ăn mà nó gây mùi khó chịu như là kho cá này hay là quạt chả thì mang ra ngoài, nó sẽ không gây ảnh hưởng đến những không gian bên trong. Nhắc đến không gian bên trong thì chắc chắn là mọi người cũng đang rất là tò mò, không biết là cái thiết kế bên trong ngôi nhà này như thế nào đúng không? Mình vừa tò chưa? Có ạ. Vậy thì vào xem nhá. Xin lỗi. You and I could run away now. You and I could be on our way. Pack our bags and take this love to a different place now. It's you and I could be on our way. Okay. Phần cửa được làm bằng gỗ lim, rất quen thuộc rồi. Ở bên trong này, ngay cái lối mà chúng ta bước vào thì là không gian sinh hoạt chung cũng như là phòng khách. Như vừa nãy đã giới thiệu mọi người thì căn này nó có diện tích xây dựng một sàn là 82m². Và ngay khi bước vào đây thì Minh Phương cho anh xin mấy cảm nhận đi nhỉ? Em có thể thấy là cái tổng quan chung phong cách thiết kế của căn biệt thự này đó là phong cách tân cổ điển, bằng những cái chi tiết mà phào chỉ này, đèn. Ở đây thì em thấy là cái khu vực mà ngồi khách ở đây có khoảng cách rất là rộng so với cả cái bộ và TV bàn kê ở bên kia. Nhưng mà cái không gian này ý, được nhấn nhá bởi những cái mảng tường màu
da cam. Đấy, chắc là em nghĩ là do một vài chi tiết phong thủy gì đó của chủ nhà. Thì cái này cũng đơn giản thôi, tại vì chủ nhà là mệnh thổ, cho nên là họ cũng có muốn có một chút những cái mà kiểu màu sắc ấy, nó phù hợp với cả cái mệnh của họ. Ở bên trên này thì chúng ta có một bức tranh mã đá thành công. Đấy, bức tranh này thì cũng rất thông dụng ở những gia đình Việt Nam của chúng ta rồi. Ở bên trong này, khu vực phòng khách thì anh thấy là cái cảm giác nó khá ấm cúng, nó có thảm ở dưới. Đó, tôi xin phép mọi người cho anh em tôi đi đi trần đất ở trong nhà nhá. Nhiều khi mọi người cứ bảo là tại sao mà đi vào trong nhà chúng tôi không đi giày cho nó đẹp. Nhưng mà ra là cũng phải tùy căn. Có căn thì gia chủ rất là thoải mái trong cái việc đấy, nhưng cũng có căn thì nhà vừa mới xây xong rất là mới và ở bên trong họ lau dọn rất kỹ càng cẩn thận, cho nên là mình cũng không nỡ mà đi giày vào để làm dơ, để làm bẩn những cái khu vực ở bên trong, đúng không? Nên là rất mong mọi người thông cảm. Ôi, quay lại cái ngôi nhà ngày hôm nay chúng ta thì ở bên khu vực tay phải của Minh Phương thì có một cái ô cửa kính rất là lớn để mà nhìn ra bên ngoài, và đằng sau thì có một chậu phong lan à. Đấy, chậu lan rất to, không khí Tết đã về cận kề đến nơi rồi mọi người ạ. Bên này thì đã bố trí một chiếc tủ rượu, có cả cái tủ hệ mở đằng này thoáng, và bên này là những cái tủ có ngăn. Khu vực để rượu ở đây thì cũng rất là hợp lý, mà khi mà mình tiếp khách thì mình cũng dễ dàng lấy đồ ra đây để mời mọi người. Khu vực bên này thì sẽ là khu vực tivi giải trí. Thì chiếc tivi mà Phương vừa nói thì rất là to ở đây. Đúng rồi, cái khoảng cách nó xa cho nên là tivi phải rất lớn. Nhưng mà kiểu như thế này thì cũng phải có một cái yếu tố mà khiến mình lăn tăn một chút. Tức là khi mà mình đang xem tivi mà có người đi từ ngoài vào ấy, thì nó sẽ che chắn mất cái tầm nhìn này. Thật ra em nghĩ cũng phải hạn chế thôi, bởi vì là cái layout ngôi nhà như vậy rồi thì cũng rất khó đặt cái vị trí của tivi phù hợp nữa. Đúng rồi, chả lẽ đặt ở đây đúng không? Đúng rồi, phải đặt ở đây thôi, nhưng mà thôi, đi qua đi lại thì cũng phải khom khom lại một tí đó. Thật ra nếu mà nhà mà có trẻ con thì cái khu vực này cũng rất là rộng để trẻ con có thể chơi đùa ở đây. Chính xác, họ để một cái phần không gian rất rộng để mà mọi người có thể thoải mái di chuyển trong này. Phần tủ giày sẽ được bố trí bên ngoài rồi nhá, đằng sau cánh cửa thì nó chỉ đơn giản như thế này thôi. Di chuyển ở trong này chúng ta sẽ có một cái khu vực để đàn piano, và có rất nhiều cửa kính để mà nhìn ra cái khu vườn bên ngoài nhà em đã vừa giới thiệu tới mọi người. Tiếp giáp với cả khu vực gọi là sảnh của cầu thang bộ đi, thì sẽ là những cái khu vực của bàn ăn và khu vực bếp. Thế thì Phương có thể cho anh xin một ít cảm nhận về khu vực bếp được không? Thật ra cái không gian của căn biệt thự này em thấy là có rất nhiều cửa sổ như anh nói, và có tiếp cận ánh sáng tự nhiên. Ở khu vực này có cả cửa để mở thông ra cái khu vực bếp ở bên ngoài trời. Khi mà mình mà ăn uống ở đây thì mình có thể mở ra để không khí lưu thông này, thoáng này. Bàn ăn ở đây thì có thể sử dụng cho 8 đến 10 người thoải mái. Trên này thì có những cái hệ đèn chi tiết màu vàng, hình rẻ, lá rẻ quạt rất là nhấn nhá, ấm cúng cho khu vực ăn uống ở đây. Bên này thì có một chiếc bàn quầy bar, có hai chiếc ghế ở đây có thể là ngồi ăn mì. Ghế ăn mì, ghế điện thoại của nhà em là ghế ăn mì. Trên này có những cái hệ đèn. Khác với cả các tông màu như ở bên bàn quầy bar này, thì trong cuộc bàn bếp này sẽ là cái tông màu tối hơn, để khi mà mình nấu nướng các thứ thì nó sẽ sạch sẽ, dễ lau chùi này. Khu vực này sẽ là khu vực để những cái tủ để chị em bày đồ bát đĩa. Bên này có cái giá kệ để chai rượu. Thực ra bây giờ em đứng ở trong khu vực đấy thì em thấy là cái không gian bếp này nó đã đủ rộng rãi và thoải mái chưa? Nếu giả sử em có một khu bếp như này thì em sẽ thấy sao? Em thấy nó có điểm gì được và điểm gì chưa được không? Thật ra cái khu vực này thì em thấy là cái lưu thông khi mà sử dụng cũng rất hợp lý rồi. Mình tủ lạnh để đây, mình chế biến đồ ăn mặn đây ra rửa này, xong rồi nấu nướng ở đây, xong rồi khi mà nấu xong thì bày ra đây để chờ thùng ơi bàn. Thuộc bài nhờ, thuộc bài nhờ, xong bên ra ngoài này luôn đúng không? Một điểm trừ thôi, em thấy là cái khu vực này thì em không thích cái bức tường này lắm. Sao lại thế? Thực ra thì em thích là nấu nướng là phải có view, nhưng mà bởi vì khu vực này đã bày cái máy hút bụi ở đây, hút mùi ở đây rồi, nên là em nghĩ là cũng xử lý như này là cũng hợp lý rồi. Cũng đúng, cái quan điểm của Phương vừa nêu ra cũng hay. Tức là nếu mà nó là một cái ô cửa ở đây chẳng hạn, xong rồi mình có thể mở ra để mà không khí, tất nhiên đây mình vẫn có thể mở đây ra để hút gió. Đúng rồi, cửa chớp. Thế nhưng mà nếu mà nó là cả một cái ô cửa kính lớn thì cũng không vấn đề gì cả, nhìn nó lại càng đẹp nhỉ. Không sao, anh nghĩ là do cái thẩm mỹ của mỗi người thôi. Về mặt công năng thì nó vẫn đáp ứng đầy đủ rồi. Đúng ạ. Ok. Vừa rồi là những cái khu vực ở dưới tầng 1 cũng như là ngoài sân vườn của ngôi nhà này. Theo những thông tin mà anh tìm hiểu được ấy, thì ngôi nhà này nó có đến tận 5 phòng ngủ cộng 1. Đấy. Một cái ngôi nhà mà chỉ có 82m² thôi, 3,5 tầng, tức là 3 tầng và 1 tum, mà lại có đến gần 6 phòng ngủ, 5 cộng 1. Em rất tò mò là nhà. Ok nhá, đi.
cầu thang này thì chắc là Phương cũng đoán được chất liệu gỗ rồi đúng không? Vâng. Gỗ này là gỗ lim Nam Phi, ở bên cạnh thì có lan can sắt mỹ thuật này. Có một cái cảm giác khi mà đi cầu thang này đó là nó rất rộng đúng không? Em có chung cái cảm giác đấy với anh không? Đúng. Hai người đi thoải mái, không gặp vấn đề gì cả. Ngay cả những cái khúc cua ấy, nó vẫn rất là rộng rãi, thoải mái. Chắc chắn, nói chung là chắc chắn rồi. Nhưng mà anh thấy là cái phần cầu thang này nó rất rộng, với một cái ngôi nhà mà khoảng 82m2 ở trong như thế này thì mình hoàn toàn có thể làm thang máy. Nhưng mà chắc là cái nhu cầu của gia chủ họ chỉ có 3 tầng rưỡi thôi, không cần thiết phải thang máy đúng không? Nhưng tùy nhá, có nhà thì sẽ làm thang máy. Ở trên này chúng ta có hai phòng ngủ, thì mình cứ ngó qua phòng ngủ này trước đi. Từ tầng 1 lên tầng 2 thì cái cảm giác mà bước lên cầu thang lên đến đây thì mình đã rất ấm chân, bởi vì tầng 1 thì là bằng glass gạch, chính xác. Này thì hoàn toàn là bằng gỗ tự nhiên. Ừ. Trong này là gỗ lim đúng không anh? Trong này thì là gỗ chiêu lưu, sàn là gỗ chiêu lưu. Còn cái đồ rời, tất cả phần đồ rời ở trong ngôi nhà này thì sẽ là gỗ gõ đỏ. Và sẽ được sơn tùy màu sắc khác nhau, tùy khu vực. Đó thì đây là phòng ngủ master này. Như mọi người thấy thì cái giường ở bên này nó rất là rộng, mọi thứ đều rất ok nhỉ. Giường ở đây thậm chí là king size, rất thoải mái. Hai bên này thì có những cái tác đầu giường và những cái kệ để sách. Thậm chí bên này kê được cả một chiếc ghế ngồi đọc sách, trà đây. Đấy, và nó vẫn chung cái ngôn ngữ thiết kế từ dưới lên trên thôi, đó là phong cách tân cổ điển. Thì mọi người sẽ thấy là xuất hiện rất nhiều phào chỉ. Thực ra ở trong cái phòng ngủ này thì anh thấy là nó cũng có những cái chi tiết nó mang nét hiện đại, ví dụ như là hệ thống đèn led ở trên trần này. Đấy, rồi toàn bộ cái căn phòng ở trong ngôi nhà thì đều được trang bị cái hệ thống điều hòa âm trần, rất tiện nghi. Ở đầu giường với cả ở chỗ thao TV này thì sẽ được ốp cái tấm nỉ nhung. Nỉ nhung. Cái tấm này anh nghĩ là nó cũng có phần trang trí thôi, mà nó cũng rất là duyên dáng. Ở phía sau bức vách này thì nó là cái khu vực phòng thay đồ. Đó. Đây là rộng chưa? Trang điểm và thay đồ. Trang điểm. Em thử ngồi thử. Đều có cửa để ra ban công ở bên ngoài nhá. Ở khu vực này bởi vì là phòng ngủ nên là gia chủ hạn chế để gương ở trong phòng ngủ, nên là sẽ bố trí một cái gương gập ở bàn trang điểm như vậy. Để mà khi mà sử dụng thì có thể là mở lên để trang điểm, để mà khi mà không dùng đến thì có thể để xuống để có diện tích bàn rộng hơn để có thể ngồi làm việc ở đây cũng được. Bên này thì có rất nhiều những cái kệ mà để chị em để đồ mỹ phẩm ở trên này. Hôm nay là một ngày cũng khá nắng, và khi mà chúng ta nhìn qua cái tấm rèm mỏng này, mọi người sẽ thấy là cái phần cửa kính ở bên ngoài nó có cái khung sắt mỹ thuật đấy, xong rồi nó có cái hình ảnh phản chiếu qua đây rồi nó phản chiếu xuống sàn, rất nghệ thuật, rất là hay nhỉ. Ở bên trong này chúng ta có một phòng vệ sinh master. Giữa phòng vệ sinh này thì anh nghĩ là rất là phù hợp với cả anh Duy, bởi vì đi theo anh nhiều chương trình rồi thì anh yêu cầu là phải có hai cái bồn rửa mặt riêng này. Và khi mà có bồn tắm ở đây thì sẽ phải để riêng cái toilet vào, thì trong này đây bố trí cho toilet riêng ở sau cái vách ngăn này. Kính mờ luôn. Kính mờ. Biết là anh có điểm gì chê ở đây nữa không? Không, tạm thời cũng chưa thấy có cái điểm gì để mà chê cả, nó là rất hợp lý rồi. Thực ra ấy, cái thiết kế này mình thấy nó hợp lý, bởi vì là đối với những căn nhà nào mà có cái diện tích phòng tắm mà đủ rộng ấy thì mọi người nên làm như thế này. Thế còn nếu như mà phòng tắm của quý vị mà nó có một cái phần diện tích nó không được rộng cho lắm, nó nhỏ đi chẳng hạn, thì bắt buộc là mình phải đặt cái này cạnh cái toilet là cái chuyện bình thường, không có gì mà mình phải bàn tán nhiều cả. Nhưng nếu có diện tích thì nên thiết kế như thế này. Nhưng mà với cái cả một căn 82m2 một sàn, em thấy như này là rất hợp lý. Rất hợp lý. Thực sự là nếu mà đoán, mọi người đoán mà mới khi bước vào cái ngôi nhà này thì sẽ nghĩ là nó rộng hơn 82m2, chứ không thể nào mà 82m được đúng không? Rồi cách người ta chia phòng thôi. Ở bên cạnh đây chúng ta có thêm một phòng ngủ nữa. Thực ra cái phòng ngủ này cũng có thể coi là một phòng ngủ master đối với một căn hộ bình thường, Phương ạ. Bởi vì là nó có cái phần diện tích rất là rộng. Và nó cũng có phòng vệ sinh khép kín. Và nó cũng có ban công nhá, hai ban công. Hai ban công lận ra ở bên ngoài luôn. Ờ. Với cả cái không gian này thì phòng này cũng có trang bị đầy đủ, như là tủ quần áo này, bên này cũng có bàn trang điểm, bàn học, bàn làm việc, kệ để sách. Cá nhân anh thì anh lại thích cái phòng ngủ này hơn cái phòng ngủ bên kia. Biết sao? Bởi vì nó đơn giản hơn. Nó đơn giản hơn, nó không quá cầu kỳ. Anh thích cái kiểu đơn giản như thế này. Em có thể đoán được là phòng bên kia thì cho tầng bố mẹ, mất bố mẹ thì sẽ trung tuổi hơn. Còn bên này thì sẽ là các con trẻ hơn. Đúng rồi. Và cái không gian nó cũng nhỏ hơn một chút. Nhưng mà cũng đầy đủ công năng. Bên này thì sẽ là khu vực mà tiếp cận vào phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này thì nhỏ hơn cái phòng vệ sinh còn vừa nãy, thì sẽ là cũng có toilet cũng để riêng vào trong cái vách này. Ở đây cũng là kết hợp với cả một cái vách tắm đứng này. Đó, bên này thì sẽ là bồn rửa mặt ở đây.
Tức là vòi hoa sen và bồn cầu thì người ta nhốt hết vào trong một khu vực và sau đó thì ngăn bởi một cái tấm kính này. Rất hay. Đúng không? Vừa ngăn mùi và vừa ngăn nước bắn ra bên ngoài. Thật sẽ. Hay mà. Khi mà ở đây mình rửa tay thôi thì mình cũng vẫn có thể là sử dụng mà không bị ảnh hưởng khi tắm bên trong. Đây, căn này thì còn được trang bị cả hệ thống sưởi ấm ở trong phòng tắm. Tiếng Nhật 100%. Tiếng Nhật đấy nha, hàng nội địa Nhật đấy. Cái này chắc là ai mà biết tiếng Nhật thì dịch vụ anh em tôi, còn bây giờ mình thuộc ngoài cái phạm vi anh em mình rồi, không dám sờ vào. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi lên tầng 3 nhé, để tham quan những cái phòng ngủ của căn này tiếp tục. Xin mời. Ở trên tầng 3 thì chúng ta vẫn sẽ có hai phòng ngủ, nhưng mà lát nữa thì mới xem hai phòng ngủ đấy sau. Bây giờ thì chúng ta đang đứng ở khu vực này thì nó gọi là một cái phòng sinh hoạt chung nữa của ngôi nhà này. Thế nhưng mà chỗ này nó có một cái điểm đặc biệt ấy, là đây cũng là lối đi dẫn chúng ta vào khu vực phòng thờ ở bên này. Và thường thường ấy, ngày mùng 1 hay ngày rằm, như kiểu nhà anh ấy, mà ngày xưa nhà anh ở nhà dưới mặt đất ấy, là sẽ có nhiều tầng và mình cứ phải rửa hoa quả từ tầng 1 xong mình phải bê lên tầng 5 để mình thắp hương, đúng không? Thế thì đây, ngôi nhà này các kiến trúc sư cũng có thiết kế một cái chậu rửa ở đây để chúng ta có thể thoải mái rửa hoa quả, sắp đặt mâm lễ xong rồi mang vào trong này. Một cái chi tiết nhỏ thôi mà em thấy là ít người mà để ý khi mà thiết ngôi nhà của mình, thì đây cũng là một cái option mà anh em ta có thể học tập. Mà cái này nó là một công đôi việc nhá, tức là mình vừa có thể rửa hoa quả để thắp hương ở bên này, nhưng mà đây cũng là một cái phòng gọi là sinh hoạt chung, cho nên là khi mà chúng ta cần phải rửa ly chén hay là chuẩn bị đồ ăn vặt ở trên này thì cũng có thể lau rửa ở đây. Đấy, một công đôi việc. Khác với cả những cái ngôi nhà em từng đi review thì em thấy là cái khu vực phòng thờ sẽ được để hở ra, nhưng ở khu vực này thì phòng thờ sẽ được xây bức tường ở đây rất là kín đáo, đúng không? Để trông kín đáo hơn và nó cũng tránh ảnh hưởng cái phong cách thiết kế nó bị lệch lạc so với cái bàn thờ. Mọi người có thể ngó qua một chút. Cái khu vực phòng thờ này thì rất là nghiêm trang và được cái bố trí cái tông màu rèm nó cũng khác so với bên ngoài. Bên này thì đằng trước này cũng có một cái cửa để đi ra lô ra ở bên ngoài. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau ngó qua cái hai cái phòng ngủ ở bên này. Chỗ này không biết là để làm gì nhỉ? Chỗ này có khả năng là phòng đọc sách, có thể là làm việc này, hoặc là khi mà mình bày đồ lễ hay như nào đấy chuẩn bị thì anh nghĩ cũng ở đây cũng được. Chỗ này công năng. Anh nghĩ là sẽ là chỗ để mà chúng ta có thể ngồi đọc sách, bởi vì nó có một cái khoảng nhỏ nhỏ này này thì mình có thể tận dụng thôi. Trong này có một phòng ngủ này. Nhìn tông màu thì mọi người có thể đoán được đây là phòng ngủ cho bé gái. Chiếc giường đơn ở đây. Ở bên này sẽ có bố trí một cái bàn học. Bên cạnh bàn học sẽ là tủ quần áo. Và anh để ý là phòng nào trong cái ngôi nhà này thì cũng có cửa sổ để mà hướng ra bên ngoài lấy cái ánh sáng và không khí tự nhiên. Đấy, không khí rất là trong lành, thưa quý vị và các bạn. Với bình thường nhá, với những cái khu vực kiểu này ấy, thì người ta sẽ thường là gộp lại thành từ hai phòng ngủ thành một phòng ngủ thôi và sẽ làm giường tầng. Thế nhưng mà phòng này thì rất đầu tư khi mà đã tách hẳn hai phòng ngủ ra, mỗi con một phòng ngủ. Đây, bên này thì có phòng ngủ nữa dành cho con lớn hơn chẳng hạn, hoặc là khách đến chơi nhà có thể ngủ ở phòng ngủ này. Đi vào những cái không gian phòng ngủ diện tích vừa phải, không lớn nhưng mà bố trí những cái cửa sổ như anh nói thì nhiều cửa nhỉ? Rất là thoáng, và chính xác. Cái yếu tố ánh sáng tự nhiên ấy nó cũng góp phần là tạo cho không gian ở đây rộng hơn, này sáng hơn. Đúng rồi, bây giờ nha, mình cứ thử tắt hết đèn đi xem là thấy không? Vẫn sáng. Anh nghĩ đây là một cái ưu điểm mà của những cái căn biệt thự song lập. Đều có những cái góc mà tiếp cận ánh sáng tự nhiên như vậy. Những căn này thường là sẽ ít nhất là sẽ có 3 mặt thoáng rồi. Do vậy thì cái việc mà thiết kế mỗi phòng đều có cửa sổ, đều có ban công là cái việc không phải là quá khó. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ còn một tầng. Thì lên xem nốt nhá. Vâng, rồi, xin mời mọi người. Từ đầu chương trình đến giờ là mọi người đã đếm được 4 phòng ngủ đúng không? Còn 2 phòng ngủ nữa thì đây là một này. Đó. Chân rồi, nhưng mà phòng ngủ này thì nhìn qua là mọi người sẽ có thể hình dung ngay đây là phòng ngủ dành cho quản gia trong nhà. Nhưng mà cái không gian ở đây cũng rất đầy đủ nha. Bên này có một cái tủ đầu giường này. Có tủ quần áo riêng. Có tủ quần áo ở đây. Có cửa sổ. Nhìn thì cũng là rất tương đồng với các phòng ngủ ở các căn hộ mà em đúng rồi. Cũng có chỗ để mà lắp đặt điều hòa. Rồi, ở bên này chúng ta sẽ có một cái khu vực sân phơi cũng như là phòng giặt ở trong nhà nhá, cho nên là phơi đồ ở ngoài này thì không lo là bị gió thổi bay mất quần áo hay là mưa ướt. Rồi, nãy giờ là 5 phòng ngủ rồi. Phòng ngủ cuối cùng ở bên này. Thực ra đây là cái phòng ngủ mà
gia chủ chưa thiết kế nhưng mà nó vẫn là một cái không gian để mà tận dụng để làm phòng kho, nhưng mà sau này chẳng hạn mà có nhu cầu thì đây sẽ là một cái phòng ngủ áp mái người ta thiết kế thêm, thì một căn 82 mét vuông nó có đến 6 phòng ngủ bao giờ không? Không biết là sẽ được ở được bao nhiêu thế hệ ở một ngôi nhà như vậy. Do cái nhu cầu thiết kế của gia chủ thôi, nên các kiến trúc sư phải đáp ứng cái bài toán đấy, tức là 6 phòng ngủ. Thực ra cái không gian này có thể là vừa là phòng ngủ vừa là phòng kho để hợp lý. Chính xác, bây giờ chưa có nhu cầu thì làm phòng kho, sau này mà có thêm người, có thêm thành viên gia đình thì chúng ta hoàn toàn có thể làm một phòng ngủ áp mái. Bản thân anh cũng rất thích những cái phòng ngủ áp mái, nó kiểu cổ tích ấy, ngày xưa mình đọc truyện đúng không? Nhưng mà cái không khí ở bên Vinhome Ocean Park này thì nó lại rất là mát, vì có những cái hồ nữa nên lại không sợ chính là xác, quá bị nóng nữa. Đặc biệt là bên khu Ngọc Trai đảo nhỏ này thì hồ nước xung quanh bao quanh rồi, nên không khí nó cũng rất là dễ chịu thôi. Từ nãy đến giờ đi từ tầng 1 lên tầng 3 cũng hơi mỏi chân, bây giờ ngồi đây để anh em mình chia sẻ với nhau một tí. Thế thì đối với những ngôi nhà này thì anh cảm thấy rằng là nếu mà làm một cái ngôi nhà của anh thì anh sẽ lắp đặt thang máy để gì, để khi mà mình di chuyển phơi phóng quần áo hay là có ông bà ở dưới quê lên thăm thì cái việc mà đi lại giữa những cái không gian ở trong ngôi nhà nó sẽ thoải mái hơn. Nếu mà lắp thang máy vào cái khu vực ngôi nhà này thì cũng rất là hợp lý rồi. Nhưng mà theo em thì mục đích sử dụng của mỗi người sẽ là có những cái cách bố trí khác nhau. Đúng rồi. Nhưng mà việc mà em có thể học hỏi được từ khi review cái ngôi biệt thự ngày hôm nay thì em thấy là cái việc chia layout của ngôi nhà hoàn toàn là xứng đáng, và cái không khí của cái ánh sáng, yếu tố tự nhiên nữa mình cần phải quan trọng hơn khi mà bố trí từng cái phòng ngủ hoặc là phòng sinh hoạt chung. Đúng rồi. Thì anh cảm thấy là đây là một ngôi nhà mà về cái mặt công năng ấy, nó đáp ứng được cho hầu hết nhu cầu sử dụng của rất nhiều gia đình ở Việt Nam, tức là có đến tận 5 phòng ngủ cộng một phòng ngủ có thể là cũng thiết kế để thành một cái phòng ngủ áp mái được như mọi người vừa theo dõi. Thì không biết là mọi người nghĩ sao về cái ngôi nhà ngày hôm nay, mọi người có thể để comment ở phía dưới để chúng ta có thể cùng nhau bình luận. Và vẫn như thường lệ thì nhé, rất cảm ơn mọi người đã có theo dõi chương trình ngày hôm nay của chúng tôi, và chúng tôi rất hy vọng là mọi người cũng sẽ tiếp tục ủng hộ nhé bằng cách là đăng ký, subscribe, share video của chúng tôi để tiếp thêm động lực của chúng tôi trong những chương trình sắp tới. Còn bây giờ thì vẫn như thường lệ, xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.